Căng đấy chứ. Lại Tarik Pakkan nữa. Bên kia là Zenobia Jisushin. Chào Hoàng Lâm nhá. Chào anh em nào mới vào. Phong lại chuyển Red từ Arc Farm nằm ở tài khoản khác có bị ban không anh ạ? Ban như thường em ơi, nhưng mà hên xui nha các bạn. Tức là trong con game này kiểu ban nó là hên xui ấy, 50-50 đó. Có thể các bạn bị ban, có thể không. Nhưng mà đa số là không bị đâu. Dương Việt cho mình hỏi nạp tiền bản quốc tế như thế nào. Quốc tế thì các bạn nạp qua Visa nhá. Nhiều anh em bảo quốc tế nạp được bằng Momo ấy, nhưng mà thú thật vừa lâu lắm tôi chả nạp với bản quốc tế. Chào Thành Bùi, chào Minh Hoàng. Anh nghĩ Quan Vũ 5-1-1-1 đánh đồng ổn không à? Không ổn nhá. Các bạn đang thấy trên màn hình là Rally sử dụng cho mình là Tarik Pakkan đối đầu với lại Zeno Jisushin. Nhưng mà cái rally này nếu mà hôm qua ông nào mà xem livestream của mình, các bạn sẽ thấy đó là cái rally này thì cái dam nó đẹp hơn rất là nhiều. Hôm qua nhiều T4 quá. Hôm qua do Kingdom nó mới ấy, nhiều T4, nay nhiều T5 thì là dam trông nó có vẻ nó ổn áp hơn đấy. 1044, 12 tỷ kill. Vào 181 triệu. Đối đầu với bên này là 16VA. 16VA là bên nào đây? 1316 cho mọi người. Wow. 21 tỷ kill nhá. Ghê nhá. 200 triệu sức mạnh, 21 tỷ kill. Kỳ phùng địch thủ đấy anh em ơi. Hôm qua đốc đấy à, người ta chiến quá. Còn quay còn Quan Vũ không anh ạ? Còn nhá. Cầu lên bắt ra đánh đồng không được nha Khoa Phạm ơi. Hạng Vũ 5514 ra đồng K4 toàn méo mỏ. À, hạng Vũ 5512 thì cũng chưa mạnh lắm. Thực ra 5515 cũng được. Cũng khá là ok đấy, không yếu đâu. Nhưng mà bản chất con hạng Vũ nó mỏng mà. Nó đâu có chiêu phòng thủ đâu, nó còn chạy chậm. Nó càng ra chiêu nó càng chạy chậm ấy. Nên là thường người ta sẽ target hạng Vũ sớm. Thăm chiến đánh bại kẻ thù KVK2 là gì hả? Mình không chắc cái bạn đang viết nó là cái gì nữa chứ. Bao khá to nhỉ. Có vẻ như cộng đồng đang rỉ tai nhau và dùng Tarik Pakkan hay sao nhỉ? Anh ơi, có Kingdom nào ship cao toàn chiến binh không ạ? À? Em đang cần bay về ạ. À? 1960 đi em bay về 1960 đi. Ờ, hợp ý em luôn. CM lên đúc xét vỏ gió cho nó không anh ạ? À? Nên nhá. Counter Rally Pakkan Haran. Wow. 316 mẹ hai ông. Một ông 21 tỷ kill, một ông 20 tỷ kill, trông uy tín đấy nhở. Kinh 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 kinh. 1316 là hai ông bao to, kill cũng to nữa, hai ông. Một ông 200 triệu, một ông 170 triệu. Có counter rally nhưng mà Tarik Pakkan vẫn chưa bỏ nha anh em. Còn thừa thì dùng đấy, không phải rỉ tai nhau à. Ghê đấy, ghê đấy. Trời đốc chơi nghe con nick Dead Quad của 401 không à? Có chứ. Nói chung là game này thì ra hồi đầu thì cũng có mấy ông đâu. Cái thời mà kiểu sơ khai tầm 2019 đổ về trước thì chắc là không biết, chứ từ cái năm 2020 đến giờ thì có mấy ông đâu. Chẳng qua là giờ người ta nghỉ rồi, lâu không nhắc nữa thì có thể ngồi không nhớ ra, nhưng mà nếu mà nhắc tên thì vẫn nhớ chứ.
khi rally nên cầm một lính để team nhồi không anh ạ? Thực ra thì em có cầm nhiều lính thì cuối cùng em cũng về một lính mà, đúng không? Nên là cầm một hay cầm nhiều thì mình thấy nó cũng thế. Death Squad nghỉ lâu rồi mà. Game này thực ra nếu mà anh em có thời gian anh em ôn lại thì cũng nhiều bot nghỉ rồi. Thời gian gần đây cũng nhiều người nghỉ mà. Có người nghỉ người ta thông báo, người nghỉ người ta đâu thông báo đâu. Bên này họ họ rally châu phết anh em, họ không bỏ luôn mà. 12.000 12.000 sát thương trắng. Họ thấy có cái rally Pakan counter nhưng mà họ nghĩ là cặp tướng này nó không có nhiều sát thương ấy. Nên là có lẽ là đang bình tĩnh gọi một cái counter của cái counter rally này thay vì Swarm chăng. Taric Pakan thì cũng khá mạnh trong cái đoạn là chống Swarm. Không sợ counter rally anh em. Giác là không có dấu hiệu sợ counter rally ở đây rồi. Sẽ gọi thêm một cái rally nữa để đánh con Pakan Haram này thôi. Mình muốn xem kiểu Taric Sargon ấy, chẳng thấy ai dùng nữa các bạn. Thế chứng tỏ Kidep khổ hơn Kirali. Kidep khổ hơn Kirali chứ. Kidep khổ hơn Kirali ở nhiều chỗ anh em. Thứ nhất là các bạn phải nhét lính vào liên tục. Các bạn không thể như ông Kirali được. Kirali các bạn có thể mở rally sao các bạn đi vui thôi nhá. Nói vui hơn là đi kiểu cà phê, cà pháo này, thậm chí đi chơi với người yêu, đúng không? Miễn sao ở nhà anh em đang sống chết bảo vệ và nhồi một lính cái rally đấy chả sao. Nhưng mà Kidep các bạn cứ thử xem. Đang nhét Kidep tự nhiên lại oẳng cái kiểu buồn tè đi vệ sinh phát chẳng hạn. Quay lại là tắt cái cờ rồi. Nên là Kidep thì mình luôn nghĩ là Kidep là một cái vai trò hơi bị tội nghiệp trong con game này anh em ạ. Khổ thân. Còn vì KVK kéo man đi chớ à. Đang tính kéo man nhưng mà thấy quả rally cũng khá hay nên tôi sẽ xem một chút. Nên là 1V hay 60 GT à? Thôi tôi fan 1V 20 năm thì tôi nghĩ là anh em cứ đặt 1V thôi. Hello y nha. Em chưa kịp nhìn ai. Nick ID số 1 hiện tại không có chơi nha anh em. Cảm ơn Say You Do nha. Cảm ơn Say You Do với 20k nha. Cảm ơn Say You Do nhiều. Thôi xong. Lâu lâu phải zoom ra zoom vào cho đỡ lag anh em ạ. Và nó lag bố rồi. Đang có thêm một cái rally một cái rally Doan. Ôi chết mẹ, cái chỗ hồi nãy tôi đang xem đâu nhỉ. Nãy mình đang xem đâu anh em. Trôi bố ở đây. Ok, đã đục được cái counter rally rồi. Khá là bình tĩnh nha. Lý chất mang lộn gió được không anh ấy? Được nhá. Mới thử cái player duo, mai có tư gen cô rất nhỉ. Trời ơi, Seiyuru nhé. Mai thì mình đoán, dự đoán là có ấy, nhưng mà cũng chả biết được đâu. Tại vì Lilith họ cũng hay lừa lắm, nhưng mà chắc là mai phải 50% là có đấy. Nhà cái ra kèo GT chấp 1v3/4 à? Nhưng mà nói thật anh em, cái tỷ lệ đấy hơi lệch. Mình thì mình đặt 1V nhưng mà không đồng nghĩa việc là 1V tỷ lệ thắng cao hơn anh em.
Mình nghĩ là trận chung kết này thì 50-50 thôi. Khi nào cũng phải full talent biểu trưng VIP 18 hả? Hiện tại thì nếu mà full talent biểu trưng thì thực ra vẫn là mình nghĩ là hơi khó đấy. Được full talent biểu trưng mình nghĩ thật sự là cũng nhiều nhưng mà vẫn là khó. VIP 18 thì khá là phổ thông tại vì công bằng mà nói thì bây giờ các bạn tìm một cái hạc VIP 18 thì hoặc là có một cái hạc VIP 18 nó cũng dễ hơn so với việc có một set full talent. Đúng không? Full talent mà còn vũ khí với lại phụ kiện với lại mũ KVK khá là khó đấy. Tí có Aram hay TFT không anh ạ? Thật ra anh cũng đang khá là có cảm xúc với bộ môn TFT nhưng mà nãy đánh thua mất 50 điểm nên là đang suy nghĩ đó, tinh thần đang đi xuống. Lúc mà đánh đang thắng thì chúng ta chỉ muốn chơi mãi thôi, không muốn ngừng. Nhưng mà cứ thử một trận top 8 là muốn cút rồi anh em ạ, à, không chơi nữa. Chào Mã Minh Chiết nha, chào Kiều Phúc Uy nha. Nay Liên Minh chuyển sang Riot rồi anh ạ, à, chuyển sang Vinagame rồi. Sắp có bản cập nhật mới rồi kìa, anh sắp được hòa mình với thiên nhiên là sao? Cảm ơn Seijudu nhé. Ủa sắp có bản cập nhật mới là sao ta? Một set talent cũng chua lắm á. Đập đồ và anh em mà rồi một set talent hôm qua các bạn có nhớ mình chơi quả nick bên 2678 đấy. Gần full một set talent nhưng mà đồ cam đâu bao nhiêu đâu. Không, Vinagame mình chơi lag mà anh em. Anh Đốc ơi, video Ancient bẩn anh không dẫn vợ đi cùng à? Có chứ em. Anh chưa đọc cập nhật mùa xuân à? Có chưa? Cập nhật đâu? Có thấy cập nhật gì đâu nhỉ? Rèn cái giày 3 lần cô nổ quá bịp. Cảm ơn ông nhé. Không, game này rèn đồ khó lắm. Thầy đi đua. Mình cũng rèn hoài có lên đâu mà mình rèn nick của nhiều người luôn á. Tính ra gần đây đập chắc phải 10-20 món cam mới có lên đâu. Game này cũng hơi bịp ấy. Trên group có cập nhật rồi hả? Anh chưa xem nhá. Ôi, quả Dali này hơi trâu đấy anh em. Cảm giác là không ổn, phía 1316 quyết định là swarm cái vali Tarik Pakkan luôn. Mà Tarik với nhánh tài năng cũng như là Pakkan đi phụ thì cũng khá là cứng cáp. Đam trắng vẫn đang ổn định dần. Swarm không thành công. Tương đối khó. Bot Việt bị nước ngoài zero anh ơi à. Cụm nào đấy em có thể gửi cho anh là S hay C được không? Thông báo update ở trên Facebook đấy anh à. Để mình xem thử nha anh em. Tại vì nãy vừa lướt Facebook xong có thấy đâu nhỉ. Để xem có gì đọc luôn với anh em cho vui nhỉ. Ờ, có cập nhật mới rồi, để mình đọc qua một chút. Thôi để tí nữa đọc chung luôn đi ha. Mình nốt cái rally này đi anh em. Có cập nhật mới các bạn vãi trưởng. Có cập nhật mới rồi. Lên chinh phạt mỗi kỳ KVK sau khi hết thẳng bao nhiêu ngày có tiếp anh ở 2 tuần là có tiếp em nhé. Ý nghĩa cái tên in game của anh đặt là gì à? Ý nghĩa con tên in game này thực ra là nếu bạn không biết thì ngay trước khi mình qua chơi Dragon Kingdom thôi, mình cũng là một game thủ lâu năm của tự game Cửu Âm Chân Kinh. Y coi livestream vui vẻ nha. Tôi đi tập đánh đi ra đây. Cảm ơn Sayudu nhé. Giờ thầy đi tập đánh đi ra phải chưa?
Ok, Phước Hà Khang nhé, để hết cái rally này đấy em ơi. Rally này cũng máu mà. Mình đang giải thích đến đâu ấy nhở? Đàm khá trâu. Này đâu update donate à? Đâu anh vẫn có một cái link đấy đó giờ mà. À nãy có bạn đang hỏi mình là cái nickname nickname của tôi đó là tại sao tôi để ba chữ Hàn. Thì thực ra các bạn đoán đúng rồi đấy, nên tôi để chữ Hàn để tôi vào clan Hàn thôi. Rất là đơn giản. Nhưng mà cái chữ Hàn của mình thì thực ra ngày xưa tôi chơi cửu âm chân kinh nhạc của nhà phát hành Gosu. Thực ra thì PR miễn phí luôn đấy, là mùng 10 tháng 1 này thì game nó sẽ ra server mới. Một tựa game rất là hay các bạn. Đó, rất là kiếm hiệp, rất là võ học. Thì trong game đấy có một bộ võ tên là Mị Ảnh Kiếm. Mị Ảnh Kiếm có nghĩa là lưỡi kiếm của bạn ấy, nó sẽ có một cái bóng. Và cái bóng đấy sẽ copy cái chiêu thức của các bạn và tấn công kẻ địch. Đó, đấy là một bộ võ cực kỳ mạnh trong game đấy. Thì cái bộ võ đấy tiếng Anh nó tên là Sa Đầu So. Đấy, sa đầu là bóng, so là kiếm. Thì tôi quyết định là tôi lấy chữ sa đầu so đặt cho tên nick của mình. Nhưng mà tôi thấy nó hơi dài nên tôi cắt đi còn mỗi sa đầu thôi. Đấy. Thì tôi để sa đầu tiếng Anh, nhưng mà sau đấy tại vì tôi muốn ẩn thân chi thuật vào clan Hàn Quốc nên tôi đổi sang tiếng Hàn thông qua trợ lý của tôi. Thì tôi đã nhờ em nó dịch sang tiếng Hàn. Và thế thôi, thế là từ đấy tôi có cái nickname. Thực ra nếu bây giờ các bạn copy cái tên của mình, các bạn dịch sang tiếng Anh thì nó sẽ là sa đầu.